Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuỗi hướng dẫn game 100 trong mẹ học vì con. Chúng mình bắt đầu với bài số 6, Having Breakfast, ăn sáng nhé. Trong này thì mình sẽ có khoảng chừng 8-9 câu gì đó, mình sẽ bắt đầu luôn nào. Câu số 1, Be careful. Ở đây mình có viết ra cái phiên âm của Anh và Anh Mỹ, các mẹ đọc theo cái nào cũng được nhé. Rồi mình sẽ đi vào từng từ một. Đầu tiên mình có thấy âm B, âm Y dài, Y, B. E, B, B, alright. Âm tiếp theo nào, mình sẽ thấy ở đây chữ K, air, care. Nó có hai âm tiết nhé, mình học từng âm tiết một. Âm đầu tiên là care, care. Âm thứ hai này, u, ờ. Âm ờ thì lưỡi chúng mình đưa lên chân răng trên này, ờ, f, I'm sorry, f, u, ờ, full. Trọng âm rơi vào âm đầu tiên, vậy mình sẽ nói to âm đầu tiên nhé. Careful, careful, careful. Ok, be careful, cẩn thận nào con. Be careful, cẩn thận nhé. Rồi chúng ta chuyển sang câu thứ hai. Đừng có làm đổ sữa con nhé, đừng làm đổ sữa. Ok, mình sẽ đi vào từng từ một nào. Đầu tiên mình sẽ có don't. Âm này mình sẽ có này, d. O, nguyên âm đôi mình có là O, N-t, on, on-t, don't. Mình ghép vào giống như tiếng Việt nhé. Don't. Rồi, tiếp. Mình sẽ có là sp. Hai âm này thì khi đọc thì mình nhớ là mình đọc liền vào với nhau. Mình sẽ có là sp, sp. Nhanh hơn một chút nào. Sp, sp. Rồi, đúng rồi. Y, y ngắn nhé. Y. Ờ, ờ, mình sẽ ghép vào nào. Spill, spill. Ok, từ tiếp theo nhé là the. Cứ thấy âm th này là mình đưa lưỡi ra bên ngoài. Nhưng mà th nó cũng có hai loại. Một là âm vô thanh, nghĩa là nó sẽ không phát ra âm thanh, nó chỉ có hơi thôi. Đó, khi đặt tay lên cổ thì mình không thấy nó rung. Còn âm th hữu thanh có nghĩa là nó sẽ có âm phát ra, nó rung cổ họng. Đó, cái cách đọc âm này là khẩu hình miệng mình đặt giống như âm vô thanh nhưng mà mình sẽ gằn giọng hơn. Mình xem nhé. The, the. Ok, đấy, cứ th nó có hai kiểu và muốn biết chính xác thì mình phải tra trong từ điển nhé. Đây này, cái âm nó phiên âm kiểu như thế này này, giống như chữ đờ nhưng mà nó bị nghiêng ấy, mình sẽ đọc là the, the. Ok, tiếp nào. M, y, y ngắn nhá, y, ờ, k. Mình ghép từng từ một vào. Meal, milk, milk. Don't spill the milk, don't spill the milk. Đừng làm đổ sữa nhá, don't spill the milk. Alright, sang câu thứ ba nào. Khi mà con làm tốt rồi thì mình sẽ khen đúng không? Good, good. Âm này, cái âm u này, u ngắn này, à, mình sẽ nói không phải là u mà cái miệng mình nó sẽ hơi mở ra. U, 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 g, u, d, good, good. Nếu mọi người để ý thì mình nói cái âm này không hề đóng miệng luôn, miệng lúc nào cũng mở. Good, good. Ok, tiếp nào. It's, âm này thì dễ rồi đúng không? It's có dấu phẩy trên và s là viết tắt của từ it is, viết tắt là it, dấu phẩy trên và s nhé. It's. Tốt lắm con. Sau đó thì con nói là mẹ ơi nóng quá, nóng quá. Rồi mình sẽ có là it's too hot. Từ it's nó có âm s ở dưới này nên mình chú ý mình phát âm nhé. Rồi âm này u dài này mình phát âm là u, u, t, t, too. Mình không nên nói là tu, tu, mà trong tiếng Anh nó sẽ không có âm tờ. Mình sẽ còn nói là âm t, t, bật hơi ra này, t, too, too, too. Rồi, từ tiếp theo. A, t, hot, hot. Cái âm A ở trong tiếng Anh nó khác với trong tiếng Việt. A ở trong tiếng Việt mình sẽ nói là A, A. Nhưng còn A ở trong tiếng Anh nó sẽ mở dọc khẩu hình miệng nhé. A, A. Đúng rồi, mở dọc khẩu hình miệng này. A, hot. Thay vì mình nói tiếng Việt là hát,
hot, mình nói là hot, hot. Ok, mình đọc cả câu nhé. Good. Mom, it's too hot. Nó nóng quá. Rồi, nóng như vậy làm sao? Con hãy thổi nó đi. Thổi nó đi nhé. Mình sẽ có từ này là blow. Ok, mình sẽ đọc từ này như thế nào? Không phải là blow. No, not blow nhé. Mình sẽ đọc là blow. Nhanh hơn nào. Blow. Ok. Âm này là âm nguyên âm đôi này. Oh. Blow. Rồi, tiếp. Đó, mình vừa nói đúng không? Mở miệng dọc nhé. On. It. Có âm t ở đằng sau. Và chỗ này mình sẽ có nối âm nhé. On it. Âm n nó sẽ nối với âm knit. Ở đằng sau mình sẽ có là knit. Knit. On it. On it. On it. Blow on it. Blow on it. Blow on it. Thổi nó đi. Rồi. Xong, đến câu thứ 5 nhé. Câu thứ 5 này. Sau khi thổi xong thì mẹ mới nói là nó sẽ nhanh, nó sẽ nguội nhanh thôi. Nó sẽ nguội nhanh hơn nhé. Con thổi nó đi, nó sẽ nguội nhanh hơn. Faster là nhanh hơn này. Nó sẽ nguội nhanh hơn. Nguội thì mình có từ cool off là một cụm nhé. Nguội nhanh hơn. It'll là viết tắt của từ it will thì tương lai này. Nó sẽ sau đó, nó sẽ nguội nhanh hơn thì tương lai đơn nhé. Rồi, viết tắt này của từ will đó là dấu phẩy trên là hai chữ L. Vậy chắc chắn mình phải đọc được cái âm O của nó lên nhé. Lưỡi đưa lên chân răng trên này. It'll. Ok, good. Nó sẽ, rồi, từ này nào, like, cool off, nguội. Rồi, cool, âm U này. Cool. Good. Tiếp. Từ of. Đấy, mình lại có âm of. Of. Âm F nhé. Of. Và chỗ này có nối âm này. Cool kết thúc bằng nối với of. Mình sẽ có là love. Love. Cool off. Cool off. Ok. Easel cool off. Rồi, tiếp theo. Đó là từ nhanh hơn, mình sẽ có là faster. Cái chỗ này nhá, mình sẽ thêm âm R vào đây. Và mình tra lại trên bảng phiên âm của từ điển Cambridge thì nó có thêm cái chữ cái cong lưỡi nhẹ ở dưới ấy. Đó, mình thêm vào đây này. Rồi, mình sẽ có âm đầu tiên, mình sẽ có là Fa. Không phải đâu. Nó phải là chấm ở đây mới đúng cơ. Đầu tiên là fast. Âm thứ hai là ter. Trọng âm rơi vào âm đầu tiên, mình sẽ đọc to âm đầu tiên này. Faster. Đúng rồi, lặp lại nhiều lần nếu như mình chưa đọc chính xác được nhá. Thông thường như mình học, mình phải đọc lại tầm 10-20 lần của một từ đơn. Nếu như từ nào mình chưa tự tin để nói được nhanh, mình sẽ nói chậm trước. Faster. It'll cool off faster. It'll cool off faster. Liên kết với câu trên mình sẽ có là blow on it. It'll cool off faster. Thổi nó đi, nó sẽ nguội nhanh hơn đấy. Rồi. Sau khi thổi nguội rồi thì con ăn thấy nguội rồi, ăn được tốt lắm. Con sẽ nói là it's good now. Bây giờ thì nó được rồi mẹ, nó nguội rồi đấy. Rồi, mình sẽ có là it's. Từ thứ hai này mình cũng vừa tìm hiểu rồi đúng không? Good. Rồi, ow, một nguyên âm đôi này. A u ow. Ow n now. Cái này nhá, thì thông thường các phụ âm ấy nó có một điểm khác biệt, đó là khi mà nó đứng ở đầu và nó đứng ở cuối thì nó sẽ phát âm khác nhau. Ví dụ nó đứng ở đầu thì mình sẽ đọc là n, nhưng nó đứng ở cuối thì mình sẽ đọc là đó. Như ở đây nhá, nó đứng ở đầu mình sẽ đọc là now. Còn xem có từ gì đứng ở cuối nào. Đây, còn cái từ này nó đứng ở cuối nhá. On thì lại là on. Nó có hai kiểu. Đó,
trong các bài giảng tiếp theo thì mình sẽ nói chi tiết từng từ một nhé. Bây giờ nói thì sợ nó lẫn mất. It's good now. Mom, it's good now. Mẹ ơi, bây giờ thì được rồi này. Nguội rồi đấy. Rồi, tiếp theo mẹ sẽ hỏi một câu rất thân thương, trìu mến. Con có thích cái món trứng rán này không? Trứng chiên này không? Con có thích món trứng chiên này không? Ok, mình sẽ có là did. Con ăn rồi đúng không? Con ăn rồi, con cảm nhận được rồi. Thì chắc chắn câu này mình sử dụng thì quá khứ này. Quá khứ là con đã ăn rồi và con cảm thấy nó đã ngon không? Nhá. Và mình sẽ dịch là con có thấy cái món trứng giá chiên của mình ngon? Con thấy cái món trứng, con có thích cái món trứng chiên của mình không? Đó, mình sẽ đi vào nhá. Did. Rồi. Yeah. U, âm này hạ cầm đúng không này? Yeah. U, you. Ok. I, nguyên âm đôi này. I, a, i, I, k, l, like. Đấy, giống như từ l này cũng thế nhá. Nó đứng đằng trước thì mình sẽ phiên âm là l, l. Nhưng nó đứng đằng sau thì mình lại là o, o. Nó có khác nhau khi các phụ âm đứng đầu và đứng cuối nhá. Ở đây mình sẽ nói là l, like. Đó. Your. Chỗ này có cong lưỡi nhá, nó có âm r, mình có cong lưỡi vào nhá. Your. Yeah. Your. Rồi tiếp theo nào. Từ này là từ có hai âm tiết. Rồi, âm tiết đầu tiên mình sẽ có là sk. Âm này cũng đọc liền nhá. Scam nó no scam nhá. Mình sẽ nói sk. Scram, scramble. Wow, âm này khó đấy. Âm này khó nhá. Nó ba âm phụ âm liền nhau này. Sk, r. Và âm này mình sẽ đọc là r. Mình sẽ đọc là squir, squir, squir. Tiếp theo là âm a, a. Scram, scram. Cái từ này khó một chút, mình luyện tập nhá. Squir, squir, squir. R, squir, 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 scram, scram. Ok, rồi tiếp theo là b, o, bò, bò. Và đây là thì quá khứ, mình thêm ed vào cho nên là mình sẽ có thêm cái d ở đằng sau nhé. Bod, bod, bod. Trọng âm rơi vào âm đầu tiên nên mình sẽ đọc to âm đầu tiên hơn nhé. Scrambled, 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 scrambled. Tiếp nhá. Eggs, 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 eggs. Ok, trong đó cái cụm từ này scramble eggs nghĩa là trứng chiên nhá, trứng chiên. Scrambled eggs, trứng chiên này. Con có thích món trứng chiên của mình không? Did you like your scrambled eggs? Did you like your scrambled eggs? Mình cứ đọc chậm từ từ thôi nhá, từng câu một. Rồi, cái câu cuối cùng nhá, mình sẽ có là yep, yep. Có ạ, yep. Thay vì mình nói yes, mình có thể nói yep. Rồi, I. Rồi, eaten, fi, fin, fin, eat, nished. Finished. Trọng âm rơi vào âm đầu tiên nhá. Mình sẽ đọc là finished. Âm sh ở cuối này nó giống như âm s mà nó dài ấy. Mình sẽ phải sh. Và âm t ở cuối cùng nhá, vì nó là thì quá khứ này, đuôi ed sẽ được phiên âm là t. Finished, finished. Rồi. Them. Đấy, lại gặp tiếp cái âm th, nhưng mà nó là âm hữu thanh này. Mình sẽ đọc là z, a, them. Đưa lưỡi ra bên ngoài nào. Them. Rồi, từ cuối cùng nào. O, 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 o. Con đã ăn hết nó rồi. Có ngon không con? Có, nó, con đã ăn hết nó rồi. Yep, it's finished. Oh, sorry, I finished them all. Nhớ này, finished. Nó có thêm t ở đây nhá. Đọc chậm thôi, không cần đọc nhanh đâu. I finished
them all. Con đã ăn hết nó rồi đấy. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc bài ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Và đây là một bài chia sẻ thôi. Nếu như có sai sót gì thì rất mong nhận được sự góp ý của mọi người nhé. Thank you so much for watching me today. Goodbye, see you next time.